Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi, review game đây. Thật ra tôi tính dùng video này để review Minecraft chứ không phải là gameplay, nhưng trong một lần chơi Murder Mystery trong Minecraft, tôi vô tình bắt gặp The Jim. Tuy vậy anh ấy lại có nhiều hành động hơi thiểu năng, thế nên tôi quyết định sẽ đi theo anh ấy. Đi theo được một hồi lâu thì tôi bắt gặp cảnh hai bạn trẻ đang chơi đùa với nhau khá thân thiết. Điều này làm tôi hoài niệm lại những kỷ niệm rủ bạn bè ra net chơi Minecraft tầm 3-4 năm. Ui thôi lịch con mẹ. Ô, thật may mắn là nó không đổi mục tiêu và vẫn dí anh bạn kia, và thế là tôi thoát chết trong gang tấc. Đến với trận thứ hai, tôi lại tiếp tục gặp anh bạn The Jim thiểu năng, tất nhiên tôi vẫn sẽ đi theo anh ta. Tôi nghĩ rằng dù có thiểu năng thật nhưng có lẽ kinh nghiệm sở bít dân của anh ấy sẽ giúp tôi đánh lạc hướng Murder được. Và không ngoài dự đoán, anh ấy chết con mẹ nó rồi, vãi cả bìu, anh ấy còn kéo tôi chết theo. Đến với trận thứ 4, trong lúc đang nhặt vàng thì một thanh kiếm từ đâu bay tới. Đang định hình chưa biết chuyện gì xảy ra thì tôi nhận ra anh bạn The Jim là sú, tuy nhiên anh ấy gà vờ lờ. Đếch hiểu sao server này tận 4.000 người chơi mà tôi cứ gặp anh ta. Lại một lần nữa tôi bắt gặp cảnh hai người bạn đang chơi đùa tung tăng với nhau. Anh bạn cầm kiếm kia đã cho anh bạn sở tiếp thăng thiên, thật là một cái kết đẹp phải không nào, nhưng tôi thì đéo muốn nhận cái kết đó. Và thế là tôi cứ chạy vòng vòng chỗ này cho đến khi nó chán và từ bỏ tôi. Trong lúc chạy tôi đã đủ 10 cục vàng và ghép thành cung, tôi nghĩ rằng đã lên lúc thực hiện nghĩa vụ của một player, đấy chính là kết thúc thằng kia. Vãi cả lồ, nhưng không sao, tôi vẫn có thể dụ nó chạy ra chỗ tôi, và nhân lúc đấy tôi sẽ chạy đến chỗ cây cung vừa được drop kia và giết nó. Trong lúc đang xem không biết có lối đi nào khác hay không và không nghe được tiếng chân của nó, thì nó bỗng phóng lên và tôi đã thăng thiên, thật là một cái chết oai hùng. Và đỉnh điểm của sự thiểu năng từ anh bạn The Jim là đây. Không biết anh ấy căn cứ vào đâu mà anh ấy bắn một công dân lương thiện, thế là anh ấy lại một lần nữa kéo theo một người khác chết cùng. Như các bạn đang thấy, đây là cách mà Silver phải làm khi gặp Nova, đấy là ra đường phải biết cúi cái mặt xuống. Do trận này mãi mà không thấy ai chết nữa, nên chúng tôi quyết định sẽ bắn nhau theo thể thức 1-1 cho nhanh hết trận. Và thời khắc này cũng đã tới, đã đến lúc tôi làm sú sau hơn 16 ván, đã đến lúc try hạt tàn sát hết tất cả. Tôi sẽ thông đít thằng mang sở kim sú này đầu tiên. Tôi đang chờ cho nó nhảy xuống để giết địch đầu mối luôn, nhưng có lẽ nó không dám xuống, thế nên tôi đã chạy lên và lại bắt gặp anh bạn The Jim. Nhưng đáng tiếc thật The Jim ạ, nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc, đã đến lúc kết thúc game này rồi. Tôi không biết là anh bạn này có biết là tôi vừa giết The Jim phía sau hay không, nhưng thôi thì tôi cứ tha vậy. Vì game cũng không để lộ tên nên chắc cũng không report được đâu, nên tôi sẽ giết sau. Pha này tôi đã tính giết luôn, nhưng do xung quanh có khá nhiều nhà có tầng, tôi sợ rằng có những đứa cầm cung nấp ở cửa sổ nên thôi tôi sẽ sở kíp. Không rõ lý do tại sao nhưng mỗi lần chạy qua đoạn này là cứ có một người chết. Và rồi có một anh bạn nào đó đã dùng cung bắn chết một người bình thường và thế là chỉ còn 1-1. Đây sẽ là lúc sâu diễn kỹ năng trong tình trạng 200 ping, lag hơn xem sách bằng wifi. Bắn cung trong tình trạng này có lẽ sẽ hơi khó nên tôi dùng kiếm rượt con mẹ nó luôn. Vô tình tôi lại tự đẩy mình vào góc hẹp, may mắn là vẫn né được. Và rồi chỉ một pha xử lý lỗi, tôi đã tự biến mình thành một thằng thiểu năng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, subscribe cho Meme Hub để đón chờ những video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.